Từ lâu, mèo đã là loại thú cưng không thể thiếu trong nhiều gia đình trên khắp thế giới. Tuy nhiên, nuôi mèo tốn khá nhiều tiền và có nhiều giống mèo đắt đến mức bạn sẽ cảm thấy ngỡ ngàng khi biết giá. Mèo Peterborn, $5,000. Là một giống mèo thanh lịch của Nga, mèo Peterborn có thể không có lông hoặc có bộ lông mịn như tơ nhung. Peterborn được ghi chép đầu tiên vào năm 1988 khi các báo cáo tiết lộ về một con mèo có bộ lông khác thường ở Nga. Sau đó, Peterborn được xuất khẩu sang các nước khác. Con Peterborn đầu tiên thu được từ sự giao phối giữa mèo Donskoy của Nga với mèo lông ngắn phương Đông. Tương tự như mèo Donskoy, Peterborn có gen trội khiến nó không có lông. Nó là một con mèo thông minh và tình cảm và sẽ nằm yên trong lòng bạn. Tuy nhiên, da của nó rất nhạy cảm nên cần cẩn thận khi vuốt ve. Ngoài ra, giống mèo này dễ bị cháy nắng, do đó không thể ở ngoài trời lâu. Mèo Ba Tư, $5,500. Nhiều báo cáo cho rằng mèo Ba Tư có từ thế kỷ 19 ở Ba Tư, tức Iran ngày nay. Nhưng bằng chứng lịch sử cho thấy giống mèo này đã tồn tại hàng trăm năm trước công nguyên. Chúng được chú ý nhờ khuôn mặt đẹp và bộ lông dài sang trọng. Ngoài ra, mèo này có tính cách nhẹ nhàng, ngọt ngào và có thể dễ dàng thích nghi với một gia đình ồn ào. Bản chất mèo Ba Tư rất vui tươi và đôi mắt biểu cảm của chúng mang lại cho chúng vẻ ngoài dễ thương và thú vị. Chúng thích thể hiện tình cảm và âu yếm nhưng không hề kêu. Bộ lông xù của chúng cần được chải chuốt hàng ngày. Giống mèo này có nhiều biến thể và màu sắc. Mèo Bengal, $25,000. Mèo Bengal có vẻ ngoài hoang dã và kỳ lạ, nhưng lại là vật nuôi lý tưởng cho con người. Giống mèo này được chú ý nhờ bộ lông đốm và thân hình vạm vỡ. Nguồn gốc của nó có thể là một con mèo báo châu Á hoang dã được giao phối với những con mèo nhà thuộc giống lông ngắn vào thập niên 1970. Đây là một con vật cưng vui vẻ vì nó năng động và thông minh. Do có nguồn gốc hoang dã nên mèo Bengal có kích thước lớn hơn nhiều so với những con mèo cưng thông thường. Một con mèo Bengal tuyệt đẹp, chất lượng lông phù hợp có thể có giá lên tới $25,000, khoảng 580 triệu đồng. Về tính cách, Bengal là mèo rất tình cảm, thân thiện với trẻ em và vô cùng hòa đồng. Mèo Savannah, $50,000. Là giống lai giữa mèo Serval của châu Phi hoang dã và mèo Ba Tư thuần hóa, con mèo Savannah đầu tiên được sinh ra vào năm 1986 bởi nhà lai tạo người Bengal Judy Frank. Giống mèo này nhanh chóng trở nên phổ biến và được các hiệp hội chăn nuôi chấp nhận vào những năm 1990. Giống như chó, mèo Savannah cực kỳ trung thành. Chúng sẵn sàng giao tiếp với những vật nuôi khác và người lạ nếu được huấn luyện từ khi còn nhỏ. Ngược lại, mèo Savannah sẽ bắt đầu gầm gừ và rít lên khi thấy người không quen. Những con mèo này mạnh mẽ và nhanh nhẹn, có thể dễ dàng nhảy từ các tủ cao. Ngoài ra, chúng thông minh, tò mò, vui tươi, năng động và cần vận động nhiều. Giá của giống mèo này phụ thuộc vào giới tính và phân loại của chúng. Giá cho con cái F1, tức có 50% gốc mèo Serval, có thể lên tới $50,000, gần 1 tỷ đồng. Mèo Asherah lên tới $125,000. Asherah có thể có giá lên tới $125,000, tức 3 tỷ đồng, vì đây là một giống mèo cực kỳ quý hiếm. Một hãng có trụ sở tại Los Angeles của Mỹ chỉ đưa ra thị trường 5 chú mèo con loại này mỗi năm. Vì vậy, nếu bạn mua một con, bạn sẽ là một trong số rất ít chủ sở hữu của giống mèo tuyệt vời này. Về mặt thẩm mỹ, Asherah giống một con báo tuyết bởi hoa văn trên người, nhưng hành vi và tính khí của nó giống với mèo Savannah. Trên thực tế, một số chuyên gia cho rằng xét nghiệm di truyền cho thấy mèo Asherah không khác gì một con mèo Savannah F1. Giống mèo kỳ lạ này là con lai giữa mèo báo châu Á, mèo nhà thường và mèo Serval châu Phi. Về tính cách, nó trung thành, tình cảm và rất thông minh. Dù vẫn còn những tranh cãi về nguồn gốc di truyền học, nhưng Asherah vẫn là giống mèo cưng được đánh giá cao nhất trên thế giới.